Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Con giáp may mắn hết phần thiên hạ trong tháng 1 năm 2021 này, vinh hoa phú quý âm ầm kéo tới. Bạn có được xướng tên trong danh sách những con giáp may mắn tháng 1 năm 2021 dương lịch này hay không? Hãy cùng Lịch Nghề Tốt điểm danh ngay sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tuổi Tý, xem tử vi thấy rõ, tuổi Tý là một trong những con giáp may mắn trong tháng 1 năm 2021 dương lịch này. Vì sao lại như vậy? Phải chăng do đường số có thể gặt hái được nhiều thành công trên nhiều phương diện của cuộc sống hơn hẳn những tuổi khác? Trong sự nghiệp, bạn có thể phân chia được nội dung công việc rõ ràng, từ đó sắp xếp và thực hiện ổn thỏa. Nhờ vậy mà bạn luôn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bạn có nhiều cơ hội nhận được sự khen thưởng của cấp trên và đây sẽ là nguồn động lực giúp bạn có chí hướng phấn đấu trong năm mới. Có thể thấy, tiền tài dư giả trong khoảng thời gian này cũng là chuyện nằm trong dự kiến bởi bạn xứng đáng gặt hái được thành quả lao động của mình. Các mối làm ăn, hợp tác trước đó của người làm ăn kinh doanh luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Trong khi đó, người làm công ăn lương có một nguồn thu tương đối khả quan, một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Tình cảm của bạn cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng khi vợ chồng biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau, nhiều khúc mắc dần được tháo gỡ. Tuổi Tỵ, thời gian này quả là may mắn đối với người tuổi Tỵ. Dù làm công việc gì đi chăng nữa, bạn chỉ cần chăm chỉ, cố gắng thì ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, thậm chí có xu hướng phát triển đi lên. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết khó khăn. Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, dẫn lối mọi người xung quanh đạt được thành công mà lại lợi ích lớn cho tập thể. Trên phương diện tài lộc trong tháng 1 năm 2021 dương lịch này, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước. Hãy tranh thủ ký kết hợp đồng trong thời điểm này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố căn bản giúp bạn tiếp xúc được với nhiều đối tượng triển vọng. Nếu còn độc thân, bạn hãy cởi mở hơn trong quá trình giao lưu, trò chuyện với mọi người. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn và người ấy có thể nhận được tin mừng trong khoảng thời gian này, ví dụ như là cưới gả hay sinh con. Tuổi Dậu, xem tử vi tháng, sự nghiệp tuổi Dậu có những bước phát triển vượt bậc, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Người có vị thế cao phát huy được tài chỉ huy, lãnh đạo của mình, không chỉ khiến cho cấp dưới tin phục, cấp trên tin cậy mà còn tạo thiện cảm cho rất nhiều người. Tháng đầu năm nay cũng là lúc thích hợp để bản mệnh ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh. Quan hệ, khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không hề nhỏ. Những người làm nghề tự do cũng sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Chỉ cần bạn có niềm tin vào bản thân mình, nhanh nhạy trong việc nắm bắt thời cuộc thì chắc chắn cơ hội phát tài sẽ nằm trong tầm tay. Phương diện tình cảm, người đã lập gia đình rất biết quý trọng những gì mà mình đang có. Chính vì vậy mà bạn biết sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình. Người còn độc thân đang dần hiểu ra điều mình thực sự mong muốn trong cuộc sống, trong mối quan hệ của mình là gì. Bạn có thể đưa ra được những quyết định chính xác trong việc lựa chọn nửa kia cho mình. Theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt, chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.